Tối ngày 29 tháng 11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BA05, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh mời ông T là chủ kênh TikTok Noono đến làm việc về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông T đã tạo lập sử dụng tài khoản TikTok cá nhân Noono, hơn 670.000 người theo dõi để đăng tải nhiều clip về hoạt động từ thiện của mình. Trong các đoạn clip, ông T sử dụng lời lẽ miệt thị, xem thường người khác gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Tại buổi làm việc, ông T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình, cam kết không tái phạm, chấp hành việc xử lý của cơ quan chức năng. Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.